Hello các bạn, lại là Phúc đây. Không biết bạn của Phúc có ai đang thèm món Huế không ta? Ở Sài Gòn thì bán món Huế nhiều, nhưng mà để tìm mấy cái chỗ bán cơm hến, bún hến thì hơi ít. Mới hồi Tết các bạn thấy là Phúc post clip đi Huế đúng không? Vậy mà giờ đã thèm đặc sản của cố đô Huế rồi đó. Đến đây thì Phúc chỉ cho các bạn cái chỗ này ở Bình Thạnh để các bạn đi ăn thử đi, cho Phúc xin ý kiến nha. Khen chê đều được ghi nhận hết nha. Từ đường Điện Biên Phủ thì tới ngã tư Hàng Xanh thì các bạn rẽ trái vô đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đi chừng 100m thì rẽ phải vô đường D5. Vừa qua ngã tư Nguyễn Gia Trí thì các bạn nhìn bên tay trái sẽ thấy quán liền. Tối hôm nay thì Phúc sẽ đi ăn ở quán Huế Omen nằm tại số 111 đường D5 phường 25 quận Bình Thạnh. Ở đây sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng cho đến tối mỗi ngày, bán các món đặc sản của Huế như là bún bò, bánh canh, bún mắm nêm, cơm bún Huế hay là bánh bèo nậm lọc. Cái món đầu tiên ở đây là món bún bò Huế, giá là 45.000 thì Phúc chỉ chấm là 7 trên 10 điểm thôi, không có đậm đà và thơm như cái hồi tháng rồi Phúc đi ăn ở Huế, rồi kêu một cái tô cơm hến 30.000, cái tô kèm thêm một cái chén mắm tôm, một chén nước hến, ăn rất là ngon nha, làm tôi nhớ cái tô cơm hến bà Hòa mới đăng hồi trước Tết luôn. Tiếp theo thì Phúc gọi một cái mâm bánh bèo Huế, một mâm ở đây là 35.000 thì chỉ có 10 chén thôi, một chén tới 3.500, tính ra là mắc hơn mâm 20 chén bên quận 1 mà chỉ có 2.400 một chén. Bánh bèo ở đây thì làm không có giống Huế nha, bánh toàn là bột năng, ít bột gạo, cho nên lúc mà xúc bánh giống như là các bạn lấy rau câu ra khỏi khuôn vậy. Nhưng mà bù lại thì bánh có tôm tươi chà ngon, thêm mỡ hành, da heo chiên, ăn với lại nước mắm làm ngon lắm, rồi thêm mấy cái bánh lọc và bánh nậm ăn cũng ngon lắm nữa. Cho nên đối với Phúc thì chỉ thích hai món là cơm hến với lại bánh lọc của quán thôi. Các bạn nhớ ủng hộ Phúc để có thể khám phá thêm nhiều thông tin ăn uống ở Sài Gòn nha.